quý vị và các bạn, do sóng lạnh ở phía Bắc di chuyển để rãnh mây dông xuống, gây mưa ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trong ít nhất 10 ngày tới. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Số điểm mưa to trên 50mm chỉ xảy ra cục bộ ở một số nơi. Tuy nhiên, đáng lưu ý là tiềm ẩn trong mưa dông thường đi kèm với gió lốc, sấm sét và thậm chí cả mưa đá. Trong khi đó, do không chịu tác động trực tiếp của rãnh mây dông, nên ngày mai mùng 2 tháng 5, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Còn từ Khánh Hòa trở vào Bình Thuận, nắng nóng chỉ diễn ra cục bộ với mức nhiệt dao động từ 35 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo phải đến cuối tuần này mới có mưa dông giải nhiệt vào chiều tối và đêm. Trước đó, trong 2 ngày tới, hai khu vực này tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có mưa rào kèm dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng ở khu vực Vịnh Bắc Bộ duy trì từ 1,5 đến 2,5 mét. Vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cũng có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao không quá 2,5 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Còn đối với khu vực tỉnh Quảng Bình, ngày mai đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng ven biển 34 độ. Vùng núi nền nhiệt cao nhất có nơi 37 độ. Nắng nóng có xu hướng giảm dần, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, vùng núi từ 36 đến 38 độ, độ ẩm thấp nhất từ 45 đến 55%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin này. Ngay sau đây là phần nhiệt độ chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai.